Người nhạc sĩ lang thang Ngày xưa có một nhạc sĩ lang thang Ông đi thơ thần ở trong rừng Một mình đi dưỡng cánh rừng rộng Ông thấy lòng mình trống trải Ông nghĩ Ở trong rừng sao thấy thời gian và không gian bao la thế Ta phải tìm cách gọi bạn đến cho vui mới được Rồi ông lấy đàn vĩ cầm ra kéo Tiếng đàn vang trong rừng cây Chẳng mấy chốc sau Có một con chó sói từ trong rừng sâu đi ra Thấy nó người nhạc sĩ lang thang nói Tưởng ai té ra là chó sói mình có mong nó đâu chó sói cứ hướng người nhạc sĩ bước tới và nói ông nhạc sĩ thân mến ơi ông chơi sao tiếng đàn thánh thót du dương vậy nghe ông chơi đàn đâm ra tôi cũng muốn học chơi đàn người nhạc sĩ nói học thì cũng nhanh thôi nhưng ngươi phải làm đúng những gì ta dạy bảo sói đáp vâng thưa nhạc sĩ tôi sẽ nghe theo những điều dạy bảo như thợ học nghề với thợ cả người nhạc sĩ bảo sói hãy đi theo Đi được một lúc thì thấy ở bên đường có một cây bồ đề cổ thụ, thân cây mục rỗng thành hang. Người nhạc sĩ bảo chó sói, mày có thấy không, muốn học kéo đàn vĩ cầm thì hãy chui vào hang này, hai chân trước ôm chặt lấy lõi thân cây ở giữa hang. Sói nghe lời làm theo, người nhạc sĩ nhanh trí khuân một tảng đá lớn lấp chặn ngay cửa hang để giữ chặt sói ở thế ôm lõi thân cây. Xong rồi nhạc sĩ lang thang nói, cứ đợi đấy, đến lúc nào ta quay trở lại sẽ tính nói rồi ông đi đường ông đi được một quãng dài ông lại thầm nghĩ ở trong rừng sao thấy thời gian không gian dài và bao la thế ta phải tìm cách gọi bạn đến cho vui mới được rồi ông lấy đàn vĩ cầm ra kéo tiếng đàn vang trong rừng cây chỉ một lát sau thì có một con cáo đi từ trong bụi cây ra thấy nó người nhạc sĩ lang thang nói tưởng ai té ra cáo mình có mong nó đâu cáo tiến lại gần người nhạc sĩ và nói ông nhạc sĩ thân mến ông chơi sao tiếng đàn thánh thót du dương vậy nghe tiếng đàn ông chơi tôi đâm ra muốn học chơi đàn nhạc sĩ đáp học thì cũng nhanh thôi nhưng ngươi phải làm theo đúng những điều ta dạy bảo cáo nói vâng thưa nhạc sĩ tôi sẽ tuân theo những điều ông dạy bảo như thợ học nghề với thợ cả người nhạc sĩ nói thế thì hãy đi theo ta đi được một đoạn đường thì tới một chỗ mà hai bên lối đi là những hàng cây rẻ nhạc sĩ dừng chân ngắm nhìn rồi ông víu bên này đường một ngọn cây bên kia một ngọn cây, lấy chân trận lên hai ngọn cây và bảo cáo. Này cáo nếu ngươi muốn học đôi chút thì hãy đưa chân trái trước đây. Cáo nghe lời đưa chân trước phía trái. Người nhạc sĩ cột chặt nó vào ngọn cây bên trái đường. Rồi ông nói tiếp, nào giờ đưa chân phải đây. Ông buộc chặt chân phải cáo vào ngọn cây bên phải. Sau đó ông ngắm lại xem đã buộc chặt chưa. Thấy đã buộc rất cẩn thận. Ông thả cho hai ngọn cây đưa lên cao, cáo chỉ còn biết rẽ ruộng trong không trung giữa hai ngọn cây người nhạc sĩ lang thang nói cứ đợi đấy đến lúc nào ta quay trở lại sẽ tính tiếp nói rồi ông lại tiếp tục lên đường đi được một lúc ông lại nói thầm một mình ở trong rừng sao thấy thời gian không gian dài và bao la thế ta phải tìm cách gọi người bạn khác đến cho vui rồi ông lấy đàn ra kéo tiếng đàn vang khắp rừng cây một con thỏ chạy tung tăng từ trong rừng ra thấy nói người nhạc sĩ lang thang nói tưởng ai té ra thỏ thỏ ta có thích đâu thỏ chạy tới và nói trời ông nhạc sĩ thân mến ông chơi tiếng đàn thánh thót du dương vậy nghe tiếng đàn ông chơi tôi đâm ra muốn học chơi đàn người nhạc sĩ đáp học thì cũng nhanh thôi nhưng ngươi phải làm theo đúng những điều ta dạy bảo thỏ nói vâng thưa nhạc sĩ tôi sẽ tuân theo những điều ông bảo như thợ học nghề nghe lời thợ cả đi được một quãng đường dài thì họ tới chỗ rừng quang đãng ở đó có một cây hoàng diệp liễu cổ thụ, nhạc sĩ lấy một sợi dây dài, một đầu buộc vào cổ thỏ, đầu kia buộc vào thân cây, rồi bắt vào thỏ. Này thỏ gắng lên nhé, giờ chạy quanh gốc cây 20 lần đi. Nghe lời, thỏ chạy quanh gốc cây 20 lần, dây cuộn quanh gốc cây 20 vòng nên chỉ còn một đoạn ngắn. Thỏ bị buộc bởi đoạn dây ngắn nên chẳng chạy tung tăng được. Chỉ cần kéo căng dây một chút là đã bị dây buộc cổ thít cho đầu nhói cả người. Nhạc sĩ lang thang nói cứ đợi đấy tới lúc ta quay trở lại đây nói rồi ông lại tiếp tục lên đường trong lúc người nhạc sĩ tiếp tục cuộc hành trình của mình thì chó sói gắng sức đẩy lùi tảng đá lâu dần nó cũng hích đẩy được tảng đá lăn ra ngoài thoát nạn nó chạy như điên cuồng đuổi theo người nhạc sĩ lang thang và tính sẽ xé xác ông ta thấy sói chạy ngang qua cáo lấy hết sức hét thật to gọi sói anh bạn sói ơi cứu tôi với tên nhạc sĩ lang thang đánh lừa tôi sói víu ngọn cây xuống lấy răng cắn đứt dây, thế là cáo lại tự do, cả hai cùng lên đường và tính xét trả thù người nhạc sĩ. Đi đường chúng thấy một chú thỏ bị buộc bên gốc cây, chúng lại cắn đứt dây cho thỏ, thế rồi cả ba lên đường đi tìm kẻ thù của mình. Trong lúc chúng đang đi tìm thì cũng là lúc người nhạc sĩ kéo đàn, tiếng đàn du dương tới tai người tiểu phu. Bác ta ngừng tay rìu, lắng nghe xem tiếng đàn từ đầu tới, rồi bác vác rìu trên vai cứ hướng tiếng đàn mà đi. Thấy người tiểu phu, người nhạc sĩ nói, giờ mới thấy người mình mong mình mong người tới chứ đâu có mong thú vật tới nghe nói rồi ông lại tiếp tục chơi đàn tiếng đàn du dương thánh thót làm cho bác tiểu phu say sưa thả hồn theo tiếng đàn mặt lộ rõ niềm vui say sưa ấy trong lúc hai người đang đứng thì lũ sói cáo và thỏ kéo tới trông thấy chúng với vẻ mặt đầy hung dữ bác tiểu phu biết ngay là chúng muốn gì rồi bác nhấc bổng chiếc rìu sáng loáng lên vai và đứng gần người nhạc sĩ, bụng thầm nghĩ, đứa nào có giỏi cứ tới gần đây, sẽ biết tay ta. Lũ sói, cáo và thỏ thấy vậy đâm ra hoảng, chúng chạy thẳng một mạch vào trong rừng. Người nhạc sĩ lang thang dạo thêm một bản nhạc nữa để cảm ơn bác tiểu phu, rồi ông lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình của mình.